trí thanh toán an toàn nhanh nhưng an toàn internet FPT lướt net an toàn internet FPT lướt net an toàn. FPT Smart Home. OK Google. Ánh sáng ngôi nhà hòa theo ngữ cảnh. Điều khiển thiết bị trong nhà chỉ bằng câu lệnh. Giải trí không giới hạn bằng giọng nói tiếng Việt. An tâm mọi lúc mọi nơi. FPT Smart Home nâng tầm phong cách sống. Mặt sân trong nhà, trái bóng nhỏ, nhanh và đầy kịch tính. Hãy sẵn sàng cho những diễn biến của AFC Futsal Asian Cup, nơi đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tranh tài cùng 15 đại diện mạnh nhất châu Á. AFC Futsal Asian Cup QS 2022 khởi tranh từ 27 tháng 9, bản quyền phát sóng thuộc về FPT Play. Ladies and gentlemen, let us welcome Turkmenistan and Bahrain. Xin chào quý khán giả của FPT Play, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với hành trình tại AFC Futsal Asian Cup 2022, và đây sẽ là lượt trận thứ hai tại bảng B. Cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Bahrain và Turkmenistan. Đây là hai đội bóng đã có màn ra quân không thành công ở lượt trận đầu tiên. Với Turkmenistan, họ đã phải nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-8 trước đội bóng được đánh giá là một trong những ứng viên về cái vô địch là Uzbekistan. Còn Bahrain cũng đã phải chịu thất thủ với tỷ số 3-4 trong trận đấu với Tajikistan. Rồi thì chúng ta đã đến với quốc ca của Turkmenistan và bây giờ sẽ là phần quốc ca dành cho đội tuyển Futsal Bahrain. Như vậy là chúng ta đã xong phần nghi lễ của cả hai đội và sẽ chuẩn bị để chờ đón màn trình diễn của hai đội bóng trong một trận đấu mà đối với cả Turkmenistan và Bahrain chẳng khác nào là một trận chung kết. Bởi nếu như tiếp tục đón nhận một thất bại thì điều đó cũng dễ dàng đồng nghĩa với việc rằng họ sẽ phải nói lời chia tay sớm với Kuwait tại vòng chung kết của Futsal châu Á 2022. Chúng ta sẽ đến với đội hình xuất phát của đội tuyển Turkmenistan với thủ thành Bayramov, số 3 Gylychmyradov, số 4 Sultanov, số 9 Kubanov và số 10 là Annaguliýew. Đó là những lựa chọn đến từ huấn luyện viên Guwanç Kanaýew. Trong cuộc đối đầu với Uzbekistan thì Turkmenistan đã phải nhận thất bại với tỷ số nặng nề 0-8. Đó là một kết quả đã được dự báo trước về một trận thua, nhưng tỷ số đậm là điều cũng khá bất ngờ khi mà Turkmenistan cũng thể hiện nhiều lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Trong cuộc đối đầu với đội bóng đã có được vị trí Á quân của năm 2018. Trong tổ trọng tài ngày hôm nay thì có sự xuất hiện của ông Trương Quốc Dũng, trọng tài FIFA Việt Nam ở nội dung Futsal. Bên cạnh đó thì ông HK Sala, người Iraq, sẽ là trọng tài chính điều hành trận đấu này. Ở nội dung Futsal thì ông Trương Quốc Dũng là một trong những trọng tài chuẩn FIFA duy nhất tại Việt Nam và được đặt niềm tin ở các giải đấu lớn tại châu Á cũng như là vòng chung kết Futsal thế giới. Hôm nay thì bên phía đội tuyển Turkmenistan người đeo băng đội trưởng là Sultanov, trong khi đó thì đội trưởng của Bahrain là Mohammed Ansandi, cầu thủ mang áo số 8. Và bây giờ sẽ là đội hình xuất phát của đội tuyển Bahrain đến từ những lựa chọn của huấn luyện viên Marcelinho Da Silva, Sayed Abbas, Falah Yusuf, Anma Ali, Yassam Anan và Salman Mohammed là 5 cái tên xuất phát ngay từ đầu bên phía đội tuyển Futsal Bahrain trong trận đấu ngày hôm nay. Ở giải đấu năm nay thì Bahrain đăng ký đến 3 thủ môn và ở đội hình dự bị của họ là 2 thủ thành. Đó là Yusuf Abdullah và Sayed Fahem. Và ngày hôm nay thì trọng tài Trương Quốc Dũng sẽ là người ngồi ở bàn trọng tài. Và như vậy là hiệp 1 đã chính thức được bắt đầu. Trong hiệp đấu đầu tiên thì đội tuyển Turkmenistan sẽ trấn giữ khung thành bên phía tay trái màn ảnh của quý vị với bộ trang phục màu xanh lá cây truyền thống. Bahrain ngày hôm nay sẽ vẫn thi đấu với trang phục màu trắng. Bahrain đã có trận đấu ra quân với hiệp đấu đầu tiên có thể nói là chấp nhận được với việc cầm hòa 1-1 trước Tajikistan. Nhưng sau đó thì những sai lầm ở trong hiệp đấu thứ hai đã khiến cho đoàn quân của Marcelinho Da Silva nhận 3 bàn thua liên tiếp ở đầu hiệp 2 và những nỗ lực cuối cùng ở những khoảng thời điểm cuối của trận đấu chỉ giúp cho họ có thêm 2 bàn thắng nữa khi bắt đầu chơi power play. và đã không thể có được bất kỳ điểm số nào trong ngày ra quân với thất bại 3-4. Và thả bóng rất hay, cơ hội để đối mặt. Cú đá ở góc hẹp và nó không thể chiến thắng được thủ thành Sayed Fahem. Đây là ông Guwanç Kanaýew, thuyền trưởng của đội tuyển Turkmenistan. Sau trận thua với một cách biệt vô cùng lớn 0-8 trước đội tuyển Uzbekistan thì ông Kanaýew cũng không có nhiều phát biểu trước truyền thông. Chiến lược gia này chỉ nói rằng ông sẽ đánh giá lại và rút kinh nghiệm từ trận thua. Trước đội bóng cũng đã có được vị trí thứ 3 ở giải đấu gần nhất, đó là giải đấu diễn ra vào năm 2018. Uzbekistan là đội bóng đã 3 lần giành ngôi Á quân vào các năm 2006, 2010 và 2016, và đó đều là 3 lần mà Uzbekistan đã có được tấm huy chương bạc trong những giải đấu mà họ là đội bóng chủ nhà. Bahrain là một đội bóng có thể nói là không nhiều kinh nghiệm ở đấu trường futsal châu Á. Đây mới là lần thứ 3 mà đội tuyển quốc gia Bahrain góp mặt tại một vòng chung kết. Tuy nhiên ở trong lần gần nhất mà họ tham dự, đó là năm 2018, thì Bahrain cũng đã tạo ra bất ngờ với việc vào đến tứ kết. Turkmenistan đang là đội bóng nhập cuộc với sự chủ động hơn. Những chuyên gia không thể vượt qua được cầu thủ bên phía Bahrain. Chúng ta mới được chứng kiến một cú dứt điểm duy nhất thôi và nó thuộc về Turkmenistan. Hơi sâu đến từ đội trưởng Sultanov. Annaguliýew là người đã có mặt ở vị trí tấn công. Mặc dù nhận thất bại trước cao thủ Tajikistan, nhưng sau trận đấu thì huấn luyện viên Marcelinho Da Silva đã ngợi khen tinh thần chiến đấu đến giây phút cuối cùng của các học trò. Có một điểm chung giữa Turkmenistan và Bahrain trong trận đấu ra quân, đó là cả hai đội bóng này đều mắc khá nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự và tạo điều kiện cho cầu thủ đối phương dễ dàng có được những pha phối hợp và ghi bàn. Đây là cơ hội đến từ Sultanov bên phía Turkmenistan. Đội trưởng của Turkmenistan đã có một tình huống thoát xuống sau đường chuyền dài của Gylychmyradov, nhưng tình huống chạm bóng dưới áp lực của thủ thành bên phía Bahrain đã không thể đưa quả bóng đi chính xác đến từ Sultanov Maksat. Vẫn là phải dứt điểm đến từ Turkmenistan mà thôi. Trong ngày hôm qua thì đội tuyển Futsal Việt Nam cũng đã có màn ra quân thành công với chiến thắng 5-1 trước đội tuyển Hàn Quốc. Dù cho thầy trò huấn luyện viên Justoshi đã phải nhận bàn thua trước, nhưng với đẳng cấp được thể hiện đến từ Trần Thái Huy và Phạm Đức Hòa với mỗi người đóng góp một cú đúp đã giúp cho những chiến binh sao vàng có được thắng lợi chung cuộc 5-1 và tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng D. Đó là bảng đấu cũng đã chứng kiến bất ngờ đầu tiên tại giải đấu năm nay, khi mà đội tuyển Ả Rập Xê Út đánh bại đương kim Á quân, đó là các cầu thủ Nhật Bản với tỷ số 2-1. Đó cũng là một màn lộ ngược dòng đến từ đại diện của Tây Á. Cho đến lúc này của giải đấu thì Bahrain đã có 3 cầu thủ ghi bàn. Đó là Ahmed Ali, Ahmed Anta và Yassam Anan. Và cả 3 bàn thắng đó thì dĩ nhiên là đều được ghi trong cuộc đối đầu với Tajikistan ở trong trận đấu ra quân. Mohammed Ansandi. Đây là Fahat Yusuf. Ansandi qua người rất khéo. Cơ hội dành cho Baran. Tiếp tục là các cầu thủ áo trắng. Cú dứt điểm. Bóng đi sát sạc cột dọc sau tình huống chích mũi đến từ số 12. Đó là Salman Mohammed. Dứt điểm bằng đầu mũi giày quen thuộc của các cầu thủ Futsal. Suýt chút nữa thì Salman Mohammed đã có thể mang đến niềm vui cho Bahrain. Sút xa. Lại là một pha dứt điểm nữa và lần này thì người đã tung ra cú dứt điểm là Hassan Ali. Hassan Ali chính là người đã có bàn thắng đầu tiên tại vòng chung kết Futsal châu Á 2022 cho đội tuyển quốc gia Bahrain. Đó là một pha lập công cho thấy được dấu ấn cá nhân rất lớn của Hassan Ali. Hiện tại đã thổi phạt với đội trưởng Ansandi bên phía Bahrain. Saleh Sanja là người đã được thay vào sân bên phía Bahrain. Trong khi đó thì Turkmenistan cũng đã gần như là thay cả tổ. Với Turkmenistan thì giải đấu năm nay là lần thứ 7 mà họ góp mặt tại các vòng chung kết của Futsal châu Á. Tuy nhiên lần thứ 7 này thì đến với họ sau 10 năm chờ đợi. Lần gần nhất mà các cầu thủ Turkmenistan tham dự là vào vòng chung kết diễn ra vào năm 2012. Đã có một cầu thủ của Turkmenistan bị đau. Đó là số 3 Gylychmyradov. Gylychmyradov đã có một pha chạm ở vùng đầu với đối phương. Lượt trận đầu tiên đã khép lại sau 2 ngày 27 và 28 tháng 9. Và các đại diện của Đông Nam Á thì Việt Nam và Thái Lan đều đã có được những thắng lợi. Thái Lan thì có một chiến thắng kịch tính và khó khăn hơn trước Iraq với tỷ số 3-2. Trong khi đó thì một thất bại là điều đã được dự báo trước dành cho Indonesia trong cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch Iran. Đội bóng xứ vạn đảo đã nhận trận thua 0-5 trước đội bóng số 1 của Futsal châu Á. Vừa rồi là tình huống tạo ra sóng gió đầu tiên đến từ cao thủ Bahrain. Và tiếp tục là cú đá từ tuyến 2. Đó là pha dứt điểm của Saleh Sancha. Lúc này thì Saleh Sancha đang là người chơi vị trí phi xô bên phía đội tuyển quốc gia Bahrain. Trận đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển quốc gia Bahrain diễn ra vào tháng 10 năm 2022, tức là cách đây 20 năm. Và đó là trận đấu mà Bahrain đã hòa Hàn Quốc với tỷ số 5 đều. Trong lịch sử thì Bahrain cũng đã từng giành một chiến thắng đậm. Chiến thắng đậm nhất của họ là 8-3 trước đội tuyển Brunei. Trong khi đó thì trận thua đậm nhất trong lịch sử của Bahrain là trước Jordan với tỷ số 5-14. Rồi là tình huống dứt điểm của Mohammed Ali. Khá tốt. Hơi đáng tiếc cho Turkmenistan. Số 9 của đội bóng này là Kubanov đã không đủ tốc độ để có thể tạo ra được một tình huống căng ngang. Với Turkmenistan thì trong lịch sử đội bóng này có trận đấu quốc tế đầu tiên năm 2005, và đó là một khởi đầu có thể nói là tạo ra một dấu ấn đáng buồn cho Turkmenistan khi họ nhận thất bại với tỷ số 23-2 trước đội tuyển Futsal Thái Lan. Và đó cũng là trận thua đậm nhất trong lịch sử của đội bóng này. Nhưng sau đó thì ở cuộc đối đầu với Maldives vào năm 2006, sau đó một năm thôi, Turkmenistan cũng đã tạo ra trận thắng đậm nhất trong lịch sử của Futsal quốc gia với tỷ số 8-0. Turkmenistan có nhiều lần tham dự vòng chung kết Futsal châu Á hơn là Bahrain, nhưng tất cả những lần mà họ tham dự trước đây đều dừng lại ở vòng bảng mà thôi. Chưa một lần mà Turkmenistan vượt qua được vòng bảng. Cho đến lúc này thì đại diện của Trung Á, Turkmenistan vẫn là những người chủ động hơn về thời lượng kiểm soát bóng, trong khi đó thì Bahrain là đội bóng đang thể hiện sự lép vế. Bóng trở lại với Turkmenistan, nhưng sau đó thì là đường chuyền sai. Cơ hội tiếp tục cho Bahrain. Ahmed Anta. Đội trưởng Al-Sandi cũng đã tiếp tục trở lại với đội hình của Bahrain. Anta che chắn khá tốt. Hassan Ali là trung phong pivot số 1 của đội tuyển Bahrain ở giải đấu năm nay, luôn xuất hiện trong đội hình xuất phát. Trọng tài thổi phạt với Saleh Anan. Sahedup rất dẻo và qua người là tốt, nhưng cú dứt điểm thì cực kỳ thiếu chính xác. Người đã đưa ra lời đe dọa vừa rồi là số 7 Sahedup, một nhịp động tác giả để vượt qua được cầu thủ đối phương và mở ra không gian. Cú đá từ xa quá tuyệt vời. Ahmed Anta một lần nữa đã lập công cho đội tuyển quốc gia Bahrain. Và bài phối hợp này là một bài phối hợp rõ ràng, mang đến chất lượng cũng như là sự chính xác gần như tuyệt đối. Đã rất căng. Người làm tường khống chế quả bóng trước khi trả ngược, đó lại là Hassan Ali. Mọi thứ được dàn xếp quá chính xác. Đơn giản là thủ môn Bayramov không còn một cơ hội cản phá nào thôi. Một cú đá quá tốt đến từ Ahmed Anta. Có khoảng trống để dứt điểm. Bahrain không chủ động về thời lượng tấn công, về thời lượng kiểm soát bóng. Lúc này thì họ đang vượt lên và thậm chí là đang có thêm sự hưng phấn để tạo ra những sức ép. Vừa rồi thì lại là cú đá đến từ Ahmed Anta. Ahmed Anta sở hữu lực chân quá tốt. Sau gần một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 thì Bahrain đã vượt lên. Đội bóng của Tây Á có thể là non kinh nghiệm hơn, nhưng chất lượng cầu thủ mà họ đang sở hữu thì có lẽ là vượt trội hơn so với Turkmenistan. Một lần nữa thì đã có cơ hội dứt điểm dành cho Ahmed Anta. Những quả phạt góc và những quả đá biên liên tục cho Bahrain. Ahmed Anta! Pha chạy lóc đến từ những đồng đội và Anta lại có cơ hội để dứt điểm. Tính chiến thuật, đồng đội và hệ thống là điều mà Bahrain đang thể hiện một cách rõ rệt ở trong cuộc đối đầu này với Turkmenistan. Không có lỗi. Như vậy là tiếng còi vang lên hơi chậm. Trọng tài đã thổi phạt với đội trưởng Ansandi của Bahrain. Tình huống mà đội tuyển quốc gia Bahrain đã có được bàn thắng xuất phát từ một đường phát động dài ở vị trí phi sô, và pivot Hassan Ali đã làm rất tốt nhiệm vụ khống chế bóng, làm chậm nhịp và trả ngược để kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Đây là Hassan Ali rất khéo léo. Lần này thì là đường truyền đến từ Ahmed Anta nhưng nó hơi mạnh. Turkmenistan cho đến lúc này vẫn chưa có bất kỳ bàn thắng nào tại vòng chung kết Futsal châu Á. Như đã nói thì trận đầu ra quân họ thua với tỷ số 0-8 trước Uzbekistan. Trọng tài lại tiếp tục thổi phạt. Salman có lý do để phản ứng. Đó là tình huống mà số 12 đã không chủ động theo bóng và đối phương. Kubanov thì có một pha cài rất hay để câu lỗi. Hassan Ali mất bóng. Cơ hội cho Turkmenistan, rất hay. Đó là một động tác xoay combat tuyệt vời đến từ Annaguliýew. Hơi tiếc là Annaguliýew sau đó đã chưa có nhiều sự hỗ trợ, và sự áp sát đến từ Bahrain là cũng rất nhanh chóng. Chúng ta sẽ được xem lại pha xử lý này, quá mềm mại để vượt qua Ahmed Anta. Sau đó thì Annaguliýew đã chưa thể nhanh hơn so với đội trưởng Ansandi của Bahrain. Cú bắt vô lề vẫn còn dành cho Turkmenistan. Sút xa một lần nữa, cơ hội, bóng chạm sang ngang, dứt điểm, bóng đi ra ngoài. Sóng gió liên tục với khung thành của Bahrain và tưởng chừng như bàn thắng đã đến với Turkmenistan. May mắn đã không đồng hành với đại diện đến từ Trung Á. Cơ hội rõ rệt nhất kể từ đầu trận dành cho Turkmenistan, nhưng rất đáng tiếc lại là số 10. Đó là Annaguliýew. Cú đá bồi của anh đã đi trúng vào sàn ngang. Đồng đội sau đó băng vào thực hiện cú đá thứ ba là Kubanov, thì cũng đã đưa bóng đi vọt xa. Turkmenistan đang bắt đầu đưa ra những lời đáp trả. Và sóng gió đang đến với khung thành của Sayed Fahem. Phạt góc dành cho Turkmenistan. Sút xa. Đó là cú dứt điểm đến từ Sultanov. Tiếng còi đã cất lên. Nỗ lực đột phá đã bị phạm lỗi của số 8 số 9 Mohammed Ali. Vào lúc 18 giờ thì trận đấu còn lại giữa Tajikistan và Uzbekistan cũng sẽ được FPT Play gửi đến quý vị. Đây là trận đấu để xác định ngôi đầu của bảng B sau lượt trận thứ hai, và với Uzbekistan hoặc là Tajikistan, một chiến thắng cũng sẽ giúp họ sớm có vé vào tứ kết trước một lượt đấu. Vào lúc và hai khung giờ là 21 giờ đêm nay và 0 giờ ngày mai sẽ là hai lượt đấu của bảng A. Oman sẽ đụng độ với Iraq và Thái Lan sẽ đối đầu với đội chủ nhà Kuwait. Cú đá rất cần. Đó là phản xạ rất tốt đến từ Bayramov để cứu thua cho đội tuyển Uzbekistan. Lần này thì cú dứt điểm được đưa ra từ Salesanja. Cú đá chéo góc cực kỳ ấn tượng. Số 12 của Uzbekistan vẫn có phản xạ đủ nhanh. Rõ ràng là quyết tâm để không phải nói lời chia tay sớm với giải đấu đang được cả Turkmenistan và Bahrain thể hiện trong cuộc đối đầu này. Dù mới chỉ có một bàn thắng xuất hiện thôi. Với Turkmenistan thì chiến thắng là điều hiển nhiên. Nhưng họ cần phải có một chiến thắng đậm để thu ngắn đi bất lợi về mặt hiệu số bàn thắng bại. Họ đã thua với tỷ số 0-8 trong ngày ra quân. Rồi lại là một nỗ lực che chắn và làm tường đến từ một pivot khác bên phía đội tuyển Bahrain là Mohammed Ali. Rồi vẫn còn dành cho Bahrain. Và xử lý hơi tối trước áp lực của các cầu thủ đối phương. Mất bóng nguy hiểm. Đây là cơ hội. Turkmenistan đã bỏ lỡ một thời cơ 10-10 để có thể có được bàn thắng quân bình tỷ số. Sai lầm đến từ Falah Yusuf. Chính xác hơn đó là số 10 Saleh Adnan. Sau đó thì thời cơ được trao cho Sahedup, nhưng cú đá là rất thất vọng đến từ số 7. Nhưng vẫn còn một cơ hội nữa dành cho Turkmenistan. Dứt điểm 1-0. Lần này thì Sahedop đã chuộc tội, đã không bỏ lỡ thời cơ của Turkmenistan nữa rồi. Hai cơ hội liên tiếp và cuối cùng thì số 7 cũng đã mang đến niềm vui cho Turkmenistan với bàn thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay dành cho đại diện của Trung Á. Trước đó là nỗ lực để duy trì đường bóng đến từ Miradov Maksat, người đã kiến tạo cho Sahedop là Tayev. Cú sửa lòng ở góc hẹp gọn gàng để mang về bàn quân bình tỷ số cho Turkmenistan. Sai lầm ở hàng phòng ngự một lần nữa đã xuất hiện với Bahrain và họ bị trừng phạt những sơ hở bằng lên rất mạnh mẽ. Lần này thì Fiso, đó là Saleh Sancha, là người đã có công đầu với một pha kéo bóng lên đến tận giữa sân và tung ra cú đá khó chịu. Thành Bayramov chỉ có thể cứu thua ở pha bóng đầu tiên. Khi quả bóng bật ra thì thời cơ đã đến với Mohammed Ali. Không thể không có bàn thắng cho số 9 của Bahrain. Trận đấu cực kỳ sôi động và thế giằng co là điều mà hai đội đang thể hiện cho người hâm mộ. Mohammed Abdullah Ali là chủ nhân của bàn thắng thứ hai của đội tuyển Bahrain trong trận đấu ngày hôm nay. Mất bóng. Lại là cơ hội cho Bahrain dứt điểm. cú đá tiếp tục là của Mohammed Ali. Diễn biến với tốc độ rất cao và những màn cống hiến của đôi bên lúc này thì chúng ta gần như là quên đi cảm giác thời gian đã trôi đi. Giờ đây thì thời gian của hiệp 1 chỉ còn lại 6 phút 38 giây. Rất đẹp mắt. Một quả bóng căng như kẻ chỉ. Và đó lại là Sahedup. Rõ ràng là chúng ta chưa kịp phản ứng điều gì với cú đá vừa rồi đến từ Sahedup. Và đó cũng là điều tương tự diễn ra với hàng phòng ngự của Bahrain. Như một quả tên lửa cắm thẳng vào khung thành của đội tuyển Bahrain sau cú đá của Sahedup. Số 7 đang chơi cực kỳ ấn tượng bên phía Turkmenistan và đã có được cho mình một cú đúp. Pha lập công vừa rồi chắc hẳn sẽ trở thành một trong những pha bóng đẹp nhất ở vòng chung kết Futsal châu Á năm nay. Hai đều và hai đội thực sự là cống hiến cho người hâm mộ những màn trình diễn quá hay, quá đẹp cho đến lúc này. Ansandi, 4 bàn thắng được ghi chia đều cho đôi bên. Trong đó thì thực sự là có rất nhiều những pha bóng đẹp mắt. Mohammed Ali vẫn giữ được bóng dành cho Bahrain, cực kỳ nỗ lực. Giữa vòng vây của ba cầu thủ áo xanh thì Mohammed Ali cũng đã không thể tiếp tục được tình huống lên bóng của mình. Cầu thủ bên phía Turkmenistan đã bị rơi giày của mình. Đó là số 9 Kubanov. Chúng ta sẽ được xem lại một cú đá quá khó chịu và mang ăn mừng này nữa. Sút hay, ăn mừng đẹp. Và đó là sân khấu mà Sahedop đang là diễn viên chính. Thật là chúng ta bản thân tôi cũng chưa chuẩn bị cho cú đá mà Sahedup tung ra. Nó cũng là cảm giác tương tự dành cho các cầu thủ Bahrain. Quá dẻo. Động tác đảo bóng qua người quá dẻo của số 6 Hassan Ali. Xin cái cổ chân của đối thủ và sau đó là cú dứt điểm. Hơi đáng tiếc là quả bóng vẫn đi dễ với thủ môn, đó là Bayramov. Đã bị bắt bài nhưng vẫn là cao thủ Bahrain. Bóng đã trở lại với Turkmenistan. Sultanov không được. Tổ đấu xuất phát đã quay trở lại với đội hình của Turkmenistan. Trong khi đó thì tổ đấu đã mang đến 2 bàn thắng cho đoàn quân của Guwanç Kanaýew đang được cho nghỉ ngơi. Sultanov rất hay. Bóng vẫn còn trong sân. Tiếp tục là Sultanov. Chuyền thiếu chính xác của thủ thành Bayramov. Hassan Ali. Annaguliýew vẫn là cao thủ Turkmenistan. Sahedup, cú dứt điểm. Đó là cú đá trượt đến từ số 10 của Turkmenistan. Sahedup cũng đã được đưa trở lại sân bên phía đội bóng của Trung Á. Ahmed Anta. Ansandi. Và di chuyển hợp lý của Anta. Sau đó thì số 3 đã quyết định dứt điểm ngay. Cú đá đi không chính xác. Thì một còn khoảng 3 phút. Và tỷ số lúc này là 2-0. Rồi là tình huống xử lý của Pachenko Danin. Như vậy là sẽ có hội ý được yêu cầu. Có lẽ là hội ý được yêu cầu từ đội tuyển Bahrain, những người đã 2 lần vượt lên trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bên phía Turkmenistan đang sở hữu một cá nhân quá xuất sắc là Sahedop. Sahedop đã xuyên thủng màn lưới của đối thủ bằng cái chân phải cực kỳ khó chịu của mình. Bàn thắng gỡ hòa 1 đều là cú sửa lòng. Và sau đó là một cú nã đại bác. Đây là cú sửa lòng để cân bằng tỷ số 1 đều của Sahedop. Và tiếp tục là màn trình diễn còn ấn tượng hơn với cú đá tung nóc lưới của số 7. Nếu như Turkmenistan có thể giành được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì Sahedop là một trong những ứng viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Không thể khác được. Trận đấu đã quay trở lại sau khoảng thời gian hội ý của đội tuyển quốc gia Bahrain. Ansandi vẫn là đội trưởng của Bahrain. Mất bóng, nhưng đó là pha bóng mà Hassan Ali đã bị phạm lỗi. Bị thổi phạt đó là số 2. Pha quét trụ rất rõ của cầu thủ áo số 2 là Oraz Muhamedov. Oraz Muhamedov đã có một tình huống phạm lỗi. Rất hợp lý, đưa bóng vào. Tình huống phá bóng suýt chút nữa đã trở thành một bàn phản lưới nhà. Và leo biên quen thuộc của số 12. Salman Mohammed đã bất ngờ dâng cao. Một chút thôi thì số 2 đã trở thành tội đồ của đội tuyển Turkmenistan, nhưng bóng đã may mắn bay qua sàn ngang. Nỗ lực cản phá là của Oraz Muhamedov. Vẫn còn. Lại là cơ hội ở đáy biên đến từ Salman Mohammed. Salman Mohammed đã có mặt. Cú bắt volley đã không chính xác đến từ Hassan Ali. Pachenko vừa có thêm một tình huống đi bóng không thành công. Falah Yusuf thì một đang bước vào khoảng thời gian 2 phút cuối rồi. Một chuyện hơi sâu. Trận này thì Hassan Ali chưa thể có được cho mình pha lập công. Đã có lỗi của Hassan Ali. Và cùng với đó là tấm thẻ vàng dành cho số 6 bên phía đội tuyển Bahrain. Một tình huống va chạm khá nguy hiểm đến từ Hassan Ali. Đó là pha bóng mà số 6 cũng đã không hề chạm bóng trước. Vậy là huấn luyện viên Kanayev cũng đã yêu cầu quyền hủy. Đó sẽ là những bàn tính cho cơ hội cố định tiếp theo của đội tuyển Turkmenistan. Sahedop cũng sẽ là người đứng trước quả đá phạt này bên phía đội tuyển Turkmenistan. Một quả đá phạt trực tiếp mà hoàn toàn có thể là một cú đá thẳng đến từ số 7 của Turkmenistan. Liệu có hat-trick chăng? Sahedup tiếp tục là một cú đá nữa và đó là bàn thắng. Chúng ta thực sự không thể hài lòng với cách mà truyền hình ở nơi sản xuất mang đến tình huống vừa rồi. Không chuyển góc máy, chúng ta đã không được chứng kiến trực tiếp và lập công để mang đến cú hat-trick đến từ Sahedop. Giờ đây thì bàn thắng mới được chiêm ngưỡng lại. Cú đúp bằng chân phải và hat-trick được hoàn tất bằng cú đá chân trái đến từ Sahedop. Một cá nhân quá xuất sắc cho đến lúc này của đội tuyển quốc gia Turkmenistan. Những nỗ lực của Bahrain chỉ có thể cản phá được cú đá đầu tiên của Sahedop. Và sau đó thì là thời cơ dành cho đội tuyển quốc gia Bahrain nhưng họ đã không thành công. Trở lại với bàn thắng thứ 3 của Turkmenistan. Thì cú đá thứ 2 bằng chân trái của Sahedop đã một lần nữa xuyên phá được bàn lưới của Bahrain. Họ đang ngược dòng thành công và là những người dẫn trước. Bahrain một lần nữa lại thể hiện quá nhiều những điểm yếu ở hàng phòng ngự. Họ 2 lần dẫn trước nhưng giờ đây là những người ở trong thế bám đuổi. Cơ hội dành cho Bahrain rất bối rối. Falah Yusuf. Ansadi. Cú đá không cần lấy đà của Ansadi. Và thủ thành Bayramov đã ra hiệu rằng anh bị che mắt ở tình huống vừa rồi. Bóng chạm cột dọc. Pha bóng thoát tim dành cho Turkmenistan. Với quyết định đầy táo bạo của đội trưởng Ansadi. Nỗi thất vọng được hiện rõ trên gương mặt và trong ánh mắt của huấn luyện viên Marcelinho Da Silva. Các học trò của ông là những người đã 2 lần dẫn trước nhưng giờ đây thì đã phải nhận đến 3 bàn thua. Không thể có cú dứt điểm dành cho cao thủ Bahrain nhưng vẫn có một quả đá biên. Phối hợp rất nhanh. Sự tập trung là điều mà Turkmenistan cần phải duy trì khi mà hiệp 1 chỉ còn lại vài giây nữa thôi, 9 giây. Cần phải duy trì sự tập trung để có thể bảo toàn lợi thế 1 bàn dẫn trước trước khi bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp. Và như vậy là hiệp 1 đã khép lại với một diễn biến cực kỳ hấp dẫn được tạo ra bởi đội tuyển Bahrain và Turkmenistan. Bahrain đã 2 lần vượt lên nhưng tất cả đều đã phải thán phục với màn trình diễn xuất sắc của Sahedop với cú hat-trick để giúp cho Turkmenistan lúc này là những người đang dẫn trước. Hai đội sẽ bước vào giờ nghỉ với tỷ số tạm thời là 3-2 nghiêng về phía Turkmenistan. Chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với những diễn biến của hiệp 2. Mặt sân trong nhà, trái bóng nhỏ, nhanh và đầy kịch tính. Hãy sẵn sàng cho những diễn biến của AFC Futsal Asian Cup, nơi đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tranh tài cùng 15 đại diện mạnh nhất châu Á. AFC Futsal Asian Cup QS 2022 khởi tranh từ 27 tháng 9, bản quyền phát sóng thuộc về FPT Play. Dữ liệu an toàn, giải trí an toàn, thanh toán an toàn, nhanh nhưng an toàn, internet FPT, lướt net an toàn, internet FPT, lướt net an toàn. FPT Smart Home. OK Google. Ánh sáng ngôi nhà hòa theo ngữ cảnh. Điều khiển thiết bị trong nhà chỉ bằng câu lệnh. Giải trí không giới hạn bằng giọng nói tiếng Việt. An tâm mọi lúc mọi nơi. FPT Smart Home nâng tầm phong cách sống. Cuối cùng tại bảng A là Oman. Đây là lần đầu tiên Oman xuất hiện tại AFC Futsal Asian Cup. Đại diện Tây Á giành quyền vào vòng bảng với tư cách là đội chiến thắng vòng playoff. Trong đó Mutasim Asamsi là cây săn bàn hàng đầu của Oman tại vòng loại với 4 bàn ghi được. Tại bảng A, Oman sẽ gặp chủ nhà Kuwait ngày 27 tháng 9, sau đó gặp Iraq và Thái Lan. Đây là những điểm thú vị của bảng B. Đội tuyển Uzbekistan đã có 15 lần xuất hiện tại AFC Futsal Asian Cup. Chú sói trắng của vùng Trung Á chưa từng vô địch nhưng đã 4 lần xếp thứ 2. Ngoài đội tuyển Iran, Uzbekistan là đội bóng Trung Á duy nhất từng lọt vào trận chung kết. Tại bảng B năm nay, thầy trò huấn luyện viên Falah Ahmedov sẽ lần lượt chạm trán với Turkmenistan, Tajikistan và Bahrain. Sau 2 lần cạnh tranh tại AFC Futsal Asian Cup, Năm nay Bao Đanh bước vào vòng bảng với tư cách là đội xếp nhì bảng B khu vực phía Tây. Thành tích tốt nhất của đội bóng Tây Á là lọt vào tứ kết năm 2018. Sau 10 năm vắng mặt, Bao Đanh đã trở lại một cách ấn tượng, là một trong 8 đội mạnh nhất của năm 2018. Đoàn quân của ông Marcelinho Da Silva sẽ khởi đầu chiến dịch vòng bảng bằng cuộc chạm trán Tajikistan, sau đó lần lượt gặp Turkmenistan và Uzbekistan. Đội tuyển Tajikistan đã có 10 lần cạnh tranh tại giải đấu cấp độ châu lục. Thành tích tốt nhất của đội bóng đến từ Trung và Nam Á là vòng tứ kết năm 2007. 2007 được đánh giá là thời điểm mà Tajikistan đạt tới đỉnh cao phong độ khi là một trong 8 đội mạnh nhất còn sót lại. Họ sẽ hy vọng đi xa hơn ở cuộc hành trình năm nay trước những vật cản như Bahrain, Uzbekistan hay Turkmenistan. Và cuối cùng ở bảng B là Turkmenistan. Đội bóng xếp thứ hai bảng A khu vực Trung và Nam Á có 6 lần tham dự AFC Futsal Asian Cup. Đáng tiếc là cả 6 lần này, ngựa ô vùng Trung Á đều phải dừng bước từ vòng bảng. Dayak Garajayev là ngôi sao trong đội hình huấn luyện viên Guwanç Kanaýew với 3 bàn thắng được ghi ở vòng loại. Huấn luyện viên Guwanç và các học trò sẽ bắt đầu chiến dịch bằng cuộc chạm trán với Uzbekistan, Bahrain và cuối cùng gặp Tajikistan. FPT Smart Home. OK Google. Ánh sáng ngôi nhà hòa theo ngữ cảnh. Điều khiển thiết bị trong nhà chỉ bằng câu lệnh. Giải trí không giới hạn bằng giọng nói tiếng Việt. An tâm mọi lúc mọi nơi. FPT Smart Home nâng tầm phong cách sống. Dữ liệu an toàn, giải trí an toàn, thanh toán an toàn, nhanh nhưng an toàn, internet FPT, lướt net an toàn, internet FPT, lướt net an toàn. Mặt sân trong nhà, trái bóng nhỏ, nhanh và đầy kịch tính. Hãy sẵn sàng cho những diễn biến của AFC Futsal Asian Cup, nơi đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tranh tài cùng 15 đại diện mạnh nhất châu Á. AFC Futsal Asian Cup QS 2022 khởi tranh từ 27 tháng 9, bản quyền phát sóng thuộc về FPT Play. Xin chào mừng quý khán giả của FPT Play cùng quay trở lại với những hình ảnh trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển quốc gia Bahrain và đội tuyển quốc gia Turkmenistan trong khuôn khổ vòng chung kết AFC Futsal Asian Cup 2022 diễn ra tại Kuwait. Đây là lượt trận thứ hai của bảng B. Và sau khi khép lại hiệp đấu đầu tiên thì tỷ số đang là 3-2 nghiêng về phía Turkmenistan. Dù cho Bahrain là đội bóng đã hai lần vượt lên dẫn trước đến từ các pha lập công của Ahmed Anta và Mohammed Ali. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc đến từ Sahedop bên phía đội tuyển quốc gia Turkmenistan đã giúp cho đại diện đến từ Trung Á lúc này đang là những người dẫn trước. Sahedop đã có một cú hat-trick với hai pha làm bàn bằng chân phải và một pha lập công bằng chân trái. Bahrain vẫn đang phải hứng chịu những bàn thua đến từ những lỗ hổng phòng ngự có phần lỏng lẻo của mình. Và hiệp 2 đã bắt đầu. Trong phần thời gian còn lại của trận đấu này thì hai đội sẽ đổi sân. Các cầu thủ Turkmenistan sẽ trấn giữ khung thành bên phía tay phải màn ảnh của quý vị với bộ trang phục thi đấu màu xanh lá cây. Sultanov, Annaguliýew, Kubanov cùng với Gylychmyradov là những người đang có mặt trên sân với thủ thành Bayramov bên phía đội tuyển Turkmenistan. Falah Yusuf, đó là cú bắt vô lề đến từ Hassan Ali. Falah Yusuf, Hassan Ali cùng với đội trưởng số 8 Ansandi và cái tên còn lại là số 10 Saleh Anan cùng thủ thành áo số 13 Sayed Fahem, những người đang có mặt trên sân lúc này bên phía đội tuyển quốc gia Bahrain. Hassan Ali. Hassan Ali là người đã kiến tạo cho Ahmed Anta. Ghi bàn mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Bóng đã đổi hướng và tạo ra sự bất ngờ dành cho thủ thành Bayramov. Nhưng vẫn có một động tác cứu thua kịp thời đến từ thủ thành áo số 12 của đội tuyển quốc gia Turkmenistan. Thủ xử lý không thành công. Hassan Ali vẫn trở lại với Turkmenistan. Sultanov, Kubanov, rồi cho Turkmenistan. Cú dứt điểm hàng ra chân là của Kubanov. Turkmenistan đang nhập cuộc trong hiệp 2 giống với cách mà họ đã bắt đầu hiệp đấu đầu tiên. Sự chủ động về thời lượng kiểm soát bóng. Trong khi đó thì Bahrain là những người lép vế hơn. Và qua người không thành công của Sultanov. Falah Yusuf không thể thoát đi. Dù đó là một động tác che người khôn ngoan đến từ Hassan Ali. Gylychmyradov mất bóng nhưng đã có tiếng còi của trọng tài với tình huống phạm lỗi của Annaguliýew. Một quyết định xử lý có phần mạo hiểm của Saleh Anan. Thoát đi rất tốt Đó lại là cơ hội dành cho Saleh Anhan. Lúc này thì hai là của Baran là Saleh Anhan và Mohamed Ansandi. Dứt điểm. Cú đá ngay dịp 1 đến từ Hassan Ali nhưng thủ thành Bayramov vẫn có một phản xạ để cứu thua. Cú đến đầu. Đó là một tình huống chạm bóng trong tư thế bị động. Chúng ta xác định bóng vẫn còn trong cục. Sau đó là áp lực tốt đến từ Turkmenistan, họ đã giành lại được quyền kiểm soát. Sultanov rất nhịp nhàng. Annaguliýew đột phá hay. Vẫn Annaguliýew. Số 10 sau đó đã phạm lỗi với Falah Yusuf. Trận đấu tiếp tục với một tình huống đá phạt nhanh của Bahrain. Đột phá không thành công của Ansandi. 2-1. Đây là cơ hội cho Turkmenistan. Không được. Rất đáng tiếc. Thời cơ 2-1 nhưng đội bóng của Trung Á đã không thành công. Nhưng vẫn là cơ hội. Sahedup. Hợp lý. Quá người. Quá người. Qua đến hai người nhưng dứt điểm không thành công đến từ đội trưởng Sultanov. Thời cơ liên tục mà các cầu thủ Turkmenistan đã có được nhưng họ đã không thể tận dụng thành công để đào sâu thêm cách biệt. Một lần nữa thì chúng ta thấy rằng hệ thống phòng ngự của Bahrain là cực kỳ sơ hở. Đã có những thời cơ với những cơ hội đối mặt dành cho các cầu thủ Turkmenistan. Oraz Muhamedov. Trận đấu vẫn được tiếp tục mà không có tình huống thổi phạt. Nhưng cầu thủ bên phía Turkmenistan là Atayev đang bị đau. Cú dứt điểm. Đó lại là lời đe dọa được đưa ra từ Salman Mohammed. Khoảng trống mở ra và Salman Mohammed đã quyết định thực hiện một cú chích mũi. Các trọng tài xác định tiếp theo sẽ là quả phạt góc dành cho đội tuyển Bahrain. Không được. Huống không tìm được tiếng nói chung của các cầu thủ Bahrain. Đường chuyền ngang. Salman. Vẫn tiếp tục là số 12. Bahrain đang rất nỗ lực để tăng tốc. Tiếng còi đã cất lên và đó là penalty dành cho đội tuyển Turkmenistan. Pachenko là người đã bị phạm lỗi và tình huống băng ra để cản phá của thủ thành Sayed Fahem. đã bị trọng tài thổi phạt. Một quyết định chuẩn xác. Pachenko đã nhanh hơn. Và pha tác động của Sayed Fahem là phạm luật. Và đã phạt đền ở cự ly 6 m dành cho các cầu thủ Turkmenistan. Cơ hội để có được cúp Poker dành cho người đang chơi xuất sắc nhất trận đấu này của Turkmenistan, đó là Sahedup. Chủ nhân của một cú hat-trick trong hiệp đấu đầu tiên. Và giờ đây thì là một cơ hội khác. Bên phía Bahrain cũng quyết định thay thủ môn. Yusuf Abdullah là người được đặt niềm tin trong cuộc đối đầu ở cự ly 6 m trong quả phạt penalty dành cho Sahedup. Sahedup cú đá quá căng và đó là bàn thắng thứ 4 dành cho Turkmenistan. Dĩ nhiên là nó đồng nghĩa với việc cúp Poker cũng đã đến với số 7 bên phía đại diện của Trung Á. Một ngày đơn giản là xuất sắc của Sahedup. Sahedup quyết định đá thẳng vào khung thành, đá thẳng vào giữa khung thành. Và bóng dù đã có chạm người của Yusuf Abdullah thì nó cũng sẽ khiến cho màn lưới của đội tuyển quốc gia Bahrain phải rung lên lần thứ 4. Nếu như có những thống kê và tôi nhớ không nhầm thì Sahedup ở trận này sút 5 lần. Và giờ đây thì là cơ hội để đá penalty dành cho đội tuyển Bahrain với tình huống chạm bóng trong vòng cấm của cầu thủ Turkmenistan. Những diễn biến liên tục với sự hấp dẫn, niềm vui khi đã nới rộng được cách biệt lên thành 2 bàn của Turkmenistan có thể không thể kéo dài được lâu. Falah Yusuf sẽ là người được trao cơ hội ở quả đá penalty 6 m này. Vẫn là Bayramov trong khung gỗ của đội tuyển quốc gia Turkmenistan thôi. Falah Yusuf thành công 3-4. Một tỷ số tương tự mà Bahrain đã phải nhận trong thất bại trước Tajikistan ở trận đấu ra quân. Nhưng thời gian là còn nhiều để cho các học trò của huấn luyện viên Marcelinho Da Silva thay đổi điều đó và sửa sai. Falah Yusuf ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển quốc gia Bahrain. Hy vọng được thấp lại ngay lập tức. Cách biệt 1 bàn sẽ là dễ dàng hơn. Và những áp lực tâm lý cũng sẽ được cởi bỏ nhiều hơn cho các cầu thủ Bahrain. Hàng phòng ngự của Turkmenistan cũng không thể được gọi là chắc chắn ở giải đấu năm này. Họ đã phải nhận bàn thua thứ 11 của mình rồi. Sau 2 lượt trận thôi. Sultanov bỗng trở lại với Turkmenistan. Lại là Falah Yusuf qua người tốt. Pha đẩy bóng sau đó của số 4 là hơi dài. Phản công cho Turkmenistan. Annaguliýew vẫn sẽ là một quả đá biên dành cho đàn quân của Kanaýew. Cú đá từ tuyến 2 không có gì nguy hiểm cả. Dù đang dẫn bàn nhưng lúc này thì các cầu thủ Turkmenistan là những người đang bị áp sân. Baran đang nỗ lực vùng lên. Falah Yusuf, Ali Abdullah, khá hợp lý. Hơi đáng tiếc là đội trưởng Ansandi đã không thể theo kịp đường phát động vừa rồi. Đó là đường phát động của Salman Mohammed. Đường chuyền tốt. Pachenko Danin Pachenko là người đã mang về quả penalty để giúp cho Sahedop có được hoàn tất được cú poker của mình cho đến lúc này. Ahmed Anta, Ansandi, một quyết định để tung ra cú dứt điểm ngay của Ahmed Anta chứ không phải là một tình huống khống chế bóng. Sahedup trở lại với đội hình của Turkmenistan. Chủ nhân của cả 4 bàn thắng mà Turkmenistan đã có được cho đến lúc này. Ngày thi đấu xuất thần đến từ Sahedop và anh đang tạm thời vươn lên để dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở giải đấu năm nay. Cần một trận thôi và có 4 bàn cho đội tuyển quốc gia tại vòng chung kết sàn châu Á. Cơ hội để dứt điểm, vẫn chưa thể có một cú chích mũi để mang đến niềm vui trọn vẹn cho Salman Mohammed. Trống đã được mở ra dành cho Salman Mohammed sau đường chuyền của Ansandi. Cú đá chéo góc. Nhưng hàng phòng ngự của Turkmenistan đã duy trì được sự tập trung. Vào lúc 18 giờ thì cặp đấu còn lại của bảng đấu này giữa Tajikistan và Uzbekistan cũng sẽ được diễn ra. Và trận đấu đó cũng sẽ được FPT Play gửi đến quý vị với phần bình luận trực tiếp của chúng tôi. Toàn bộ những diễn biến của AFC Futsal Asian Cup 2022 sẽ được FPT Play gửi đến quý vị một cách trọn vẹn. Bên cạnh đó thì trong các trận đấu của đội tuyển Futsal Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ mang đến những phần bình luận trước, giữa, sau với sự tham dự của những khách mời nổi tiếng đến từ bộ môn Futsal. Ngày mai 30 tháng 9 sẽ là trận đấu thứ hai ở vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Justoshi. Trong cuộc đối đầu với đội bóng đã tạo nên bất ngờ lớn nhất cho đến lúc này, đó là Ả Rập Xê Út, người đã đánh bại Á quân Nhật Bản. Rất nguy hiểm. Cú đá đưa bóng đi chạm cột dọc của Kubanov. Futsal Ả Rập Xê Út thực sự là đã có một sự tiến bộ vượt bậc, bởi vòng chung kết Futsal châu Á 2022 mới là lần thứ hai mà họ được tham dự thôi. Nhưng trong ngày hôm qua thì họ đã tạo nên bất ngờ với màn lội ngược dòng và chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Nhật Bản, Á quân, đương kim Á quân của giải đấu. Hơn nửa thời gian của hiệp 2 đã trôi qua và hai đội có thêm cho mình mỗi bên một bàn thắng ở trong hiệp 2 này. Asadi sút ngay, buộc phải phá bóng an toàn đến từ thủ thành Bayramov. Cú sút trước đó là của Salman Mohammed. Cú đá vẫn đi vào phạm vi cản phá của thủ thành Bayramov. Annaguliýew phản công cho Uzbekistan. Sultanov qua người không thành công. Đó là pha đoạt bóng chính xác, rất nguy hiểm. Một pha bóng chơi giao của thủ thành Sayed Fahem. Suýt chút nữa thì anh đã biếu tặng một bàn thắng cho đối phương. Ép sân hoàn toàn trong khoảng gần 5 phút vừa qua đến từ đội tuyển Bahrain. Bóng gần như chỉ lăn ở phần sân của Turkmenistan mà thôi. Chúng ta sẽ xem lại tình huống xử lý mạo hiểm trước đó của Fahem. Annaguliýew suýt chút nữa đã có thể chớp được thời cơ. Sultanov. Lúc này thì nhiệm vụ của Turkmenistan là phòng ngự chặt và phá quả bóng lên thật xa, cũng như là chờ đợi những thời cơ phản công khi mà Bahrain đang gần như là dồn toàn lực để tạo ra một thế trận tấn công dồn dập. Đường chuyền tốt. Salman chưa thể đưa bóng vào nhưng sẽ có phạt góc dành cho các cầu thủ Bahrain. Người đã ngăn cản Salman ở tình huống vừa rồi là Sahedup. Phản công dành cho Uzbekistan. Kubanov qua người đưa bóng vào. Đó là một pha dứt điểm chưa tốt đến từ Sahedup, nhưng vẫn là các cầu thủ Turkmenistan. Kubanov, Sahedup, tiếp tục là số 7. Yusuf xoay sở tốt, đưa bóng vào. Như vậy đó là quyết định dứt điểm ngay đến từ Hassan Ali chứ không phải là một đường căng ngang. Trước đó là một nhịp kéo gầm che chắn để qua người đến từ Ali. Mohamed Ali là chủ nhân của bàn thắng thứ hai bên phía đội tuyển quốc gia Bahrain ở trong hiệp đấu đầu tiên. Chúng ta chưa thấy đội tuyển Bahrain chơi power play. Họ vẫn đang dồn ép nhưng chưa thể tìm được chìa khóa để mở ra cánh cổng vào khung thành của đối phương. Bayramov cùng với các đồng đội vẫn đang trụ vững trước những sức ép đến từ Bahrain. Cú đá rất đáng tiếc. Salesanja đã có một khoảng trống để tung ra cú bắt vô lề. Nhưng đó là một cú đá không tốt của số 2. Cơ hội dành cho đội tuyển Bahrain. Đó là quyết định dứt điểm của Sanja. Không có nhiều phương án, Sanja buộc phải dứt điểm. Điểm không thành công. Sau đó thì Turkmenistan cũng không thể tạo ra được một pha phản công. Tiếp tục sẽ là pha lên bóng dồn ép của Bahrain. Đường truyền thiếu chính xác. Đây sẽ là khoảng thời gian hội ý. Huấn luyện viên Guwanç Kanaýew sẽ dùng khoảng thời gian này để giảm bớt đi áp lực cho các học trò. Chúng ta đang được nhìn ngắm lại những bàn thắng của Sahedup trong trận đấu ngày hôm nay. Người đã có cho mình một cú poker. 3 trong số đó đến từ những tình huống cố định. Một quả phạt góc, một quả đá phạt và một quả penalty. Không có gì khó khăn với hàng phòng ngự của đội tuyển Bahrain. Và lúc này thì họ sẽ chơi power play. Người sẽ mặc áo thủ môn đó là số 10 Yassam Anan. Saleh Anan. Chúng ta xác định rằng đó chỉ là quả đá biên chứ không phải phạt góc dành cho đội tuyển Bahrain, và yêu cầu các cầu thủ Bahrain thực hiện lại. Ansadi, Anta, Yusuf. Anta, Ansadi. Bóng được đẩy sang cánh trái. Yusuf. Cơ hội Hassan Ali. Không được. Và sau đó là một tình huống mà đôi bên đã va chạm rất mạnh với nhau. Oraz Muhamedov cùng với Hassan Ali đã có những tình huống tham bóng, và đó là tình huống mà trọng tài thổi phạt với số 6 bên phía Bahrain. Cho đến lúc này thì Bahrain có lẽ là tự trách mình thôi. Quá nhiều những sai lầm ở phòng ngự và khiến cho họ đến lúc này phải nhận sau 2 lượt trận là 8 bàn thua. Sút xa thiếu chính xác đến từ Sultanov. Ngay lập tức là việc điều chỉnh để trở lại với power play. Vẫn là số 10 Anan là người mặc áo thủ môn. Cướp bóng tốt. Cơ hội dành cho các cầu thủ Turkmenistan. Có sự bọc lót. Anta đã kịp lui về để bọc lót sau cú dứt điểm từ xa đến từ Annaguliýew. Ahmed Anta. Hassan Ali đã có pha phạm lỗi. Sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Bahrain. Và quả người rất dẻo của Hassan Ali. Kubanov là người đã phạm lỗi với số 6 bên phía Bahrain. Quyết định đá thẳng. Tiếp tục một cú đá nữa. Chưa thể chiến thắng được sự bọc lót của hàng phòng ngự Turkmenistan sau cú đá của Yusuf. Tiếp tục sẽ là khoảng thời gian dồn ép với power play đến từ đội tuyển Bahrain. Anan đẩy bóng dọc biên, muốn phạm lỗi. Sultanov đi bóng không thành công. Đường chuyền ngang rất bất cẩn. Annaguliýew sau đó lại là một tình huống xử lý đáng thất vọng của Ahmed Ali. Tiếp tục thay tổ để đá power play. Anan, Ansandi, Ahmed Anta rất nhịp nhàng. Bóng ở đáy biên, trả về, cú dứt điểm. Cú đá sệt rất hay đến từ Anan, người đang mặc áo thủ môn bên phía đội tuyển Bahrain, nhưng đó vẫn là phản xạ tốt của Bayramov. Đẩy biên rồi. Rất đáng tiếc dành cho đội tuyển Bahrain. Falah Yusuf đã có cơ hội ở đáy biên và quyết định dứt điểm ngay ở góc hẹp chứ không phải là đường chuyền ra. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc dành cho cao thủ Turkmenistan. Bắc Vô Lê không có gì nguy hiểm cả. Chúng ta xác định đó chỉ là một quả đá biên dành cho Bahrain mà thôi. Trận đấu đang trở nên nóng hơn. Những người đang phải khẩn trương là đội tuyển Bahrain. Họ không nên là những người lao vào những cuộc cãi vã như thế này. Chưa thể có bàn gỡ và vẫn sẽ là tiếp tục power play được thể hiện bởi cao thủ Bahrain. Ansandi, chưa thể có tình huống căng ngang phù hợp. Ahmed Anta, Anan, sút xa. Tiếp tục là số 10 Anan, thả bóng bị bắt bài rồi. May mắn cho các cầu thủ Bahrain là tình huống bắt bài vừa rồi đã không thể được kiểm soát tốt bởi Turkmenistan. Sahedup, đội tuyển Bahrain vẫn đang đứng vững. Anta, xin lỗi quý vị, đội tuyển Turkmenistan vẫn đang đứng vững trước những sức ép với lối chơi power play của Bahrain. Thả bóng xuống đáy, chưa thể tạo ra được cơ hội. Hassan Ali, Ahmed Anta, đường truyền. Đường truyền xuyên khe và tận dụng tình huống xâm nhập đến từ Anan. Nhưng đó là pha bóng mà thủ thành Bayramov đã duy trì được sự tập trung. Hassan Ali bị bắt bay. Đây là cơ hội dành cho Turkmenistan. Annaguliýew đã không thể chiến thắng được sự bọc lót đến từ Anta. Ahmed Anta vẫn là người được bố trí để quay về bảo vệ gôn. Đây là danh sách các cầu thủ đang dẫn đầu trước khi bước vào lượt trận thứ hai, dẫn đầu danh sách ghi bàn. Nhưng sau trận đấu này thì mọi thứ sẽ được thay đổi và chắc chắn là Sahedup sẽ vươn lên dẫn đầu với 4 pha lập công. Phạm Đức Hòa cùng với Trần Thái Huy đang là những người đại diện cho đội tuyển Futsal Việt Nam góp mặt trong nhóm những cầu thủ đã có được cú đúp trong ngày ra quân. Ahmed Anta. Căng ngang. Đây là cơ hội. Sút ra. Không được. Vẫn sẽ là các cầu thủ Bahrain với quả đá biên. Thời gian còn lại cho đội bóng này là 1 phút 21 giây. Ahmed Anta quyết định đi bóng, không thể vượt qua được cầu thủ đối phương. Đây là cơ hội cho Turkmenistan. Đường chuyền ngang bị bắt bài rồi. Phản công 2-1. Chưa thể là đường chuyền tốt mà Anan dành cho Ansandi. Dứt điểm không được. Đó là thời cơ được trao cho Falah Yusuf. Rất đáng tiếc cho Bahrain. Cú đá của số 4 đã đưa bóng đi ra ngoài. Annaguliýew. Bây giờ nhiệm vụ của các cầu thủ áo xanh lá là duy trì được khoảng thời gian kiểm soát bóng càng lâu càng tốt. Bên cạnh đó là để quả bóng ở xa nhất so với khung thành của Bayramov. Đó vẫn được tiếp tục dù đã có một cầu thủ ngã xuống. Ansandi 4 đều. Điều mà Bahrain chờ đợi thì cuối cùng cũng đã đến. Mọi người đã lên tiếng để mang đến niềm vui cho các cầu thủ Bahrain là đội trưởng của họ. Một tình huống mà các cầu thủ Turkmenistan đã không thể duy trì được một hệ thống phòng ngự đủ chắc chắn. Và chừng đó khoảng trống thôi là vừa đủ để cho đội trưởng Ansandi thực hiện cú đá đánh bại thủ thành Bayramov. Nỗ lực chiến đấu của Bahrain cuối cùng cũng đã mang lại thành quả và họ sẽ tiếp tục chơi với lối chơi power play. Quyết tâm mà Bahrain đang thể hiện đó là một chiến thắng trong ngày hôm nay chứ không phải là một trận hòa. 18 giây. Sút xa. Cú đá một lần nữa. Rất đáng tiếc. Đó là cú dứt điểm của Yusuf. Và cú bóng tốt của Anta. Anta. Nếu đó là một đường truyền sớm hơn thì cơ hội sẽ mở ra cho Bahrain. 4 giây thôi. Và hết giờ. Tỷ số chung cuộc là 4-0 trong cuộc đối đầu giữa Turkmenistan và Bahrain. Đội tuyển Turkmenistan đã có một người hùng mang tên Sahedup với một cú poker và dẫn trước trong gần như là khoảng thời gian đã qua của hiệp đấu thứ hai. Tuy nhiên những nỗ lực dồn ép ở cuối trận đã mang lại thành quả cho đội tuyển Bahrain với bàn gỡ của đội trưởng Ansandi. Một điểm chia đều cho Turkmenistan và Bahrain. Họ vẫn sẽ duy trì được những hy vọng của mình cho tấm vé đi tiếp với một điểm có được trong ngày hôm nay. Một trận đấu thực sự cống hiến với 8 bàn thắng được ghi, được chia đều cho cả hai đội. Và đến đây thì buổi bình luận của FPT Play cho trận đấu giữa Bahrain và Turkmenistan cũng xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những trận đấu tiếp theo. Tái mở cửa, bạn cần theo sát hoạt động của doanh nghiệp. Một giải pháp giám sát an ninh tối ưu phải là sự kết hợp giữa tính an toàn và linh hoạt. FPT Camera SME tích hợp công nghệ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo cho phép giám sát, quản lý từ xa trên đa nền tảng. FPT Camera SME đồng hành cùng doanh nghiệp, linh hoạt, tái khởi động. Liên hệ 1900-6600 hoặc văn phòng FPT Telecom trên toàn quốc để được tư vấn. Thanh toán cước truyền hình cùng Foxpay ví điện tử của FPT Telecom. Tự hào đạt 2 chứng chỉ bảo mật quốc tế SSL và PCI DSS. Liên kết với 40 ngân hàng Việt Nam dễ dàng thanh toán trong tích tắc. Thanh toán tại 100.000 điểm giao dịch có VNPay QR trên toàn quốc. Chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, mua voucher ẩm thực, làm đẹp, thời trang ngay trên giao diện app. Tùy chỉnh giao diện Dashboard, Liveboard hiện đại. Tải app ngay để sử dụng ví Foxpay cho hệ điều hành iOS và Android.